Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú, vào tối 16 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đối với ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Trong đêm, Công an tỉnh Bình Dương cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông này tại hai căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Một chi tiết đáng chú ý, qua trích xuất camera của quán karaoke An Phú, thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, tại hành lang tầng 2 của quán không hề có nhân viên hay khách qua lại. Khói bắt đầu xuất hiện ở hành lang tầng 2. Lúc này bên trong phòng karaoke, khách và nhân viên vẫn đang mở nhạc inh ỏi. Chỉ sau khoảng 30 giây, khói đã bao trùm toàn bộ hành lang của tầng này. Như báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hàng chục người trong đó có nhân viên và khách hát bị mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ tầng trên cao xuống dưới. Theo công an, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán rồi lan rộng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Đến 20 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngoài ra, vụ cháy cũng khiến 17 người bị thương.